Âu là một trong những loài chim lớn nhất. Vì là chim biển nên hải âu thường làm nhà ở vùng ven biển hoặc các hòn đảo. Nhưng cũng chẳng mấy khi bạn ấy chịu ở nhà đâu. Phần lớn thời gian hải âu dành để bay lượn trên biển tìm thức ăn. Mỗi chuyến đi như thế thường kéo dài trong nhiều ngày. Có khi hải âu phải bay cả 10.000 cây số nữa đó. Các bác ngư dân để ý thấy, những ngày hải âu chỉ kiếm ăn quanh quẩn gần bờ và tụ tập la hét inh ỏi, tức là sắp có bão, nên còn đặt cho hải âu cái tên khác là chim báo bão. Có những người đi biển thì hải âu chẳng hề xa lạ gì. Các bạn ấy thường xuyên bay theo những con tàu. Mọi người lầm tưởng hải âu muốn sử dụng tàu làm trạm nghỉ chân, nhưng thực ra thì sóng của con tàu làm các đàn cá nổi lên. Vì thế hải âu sẽ dễ kiếm ăn hơn.